Hiện nay, thành phố Hà Nội đang xem xét đánh giá tổng thể, quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau 15 tháng 9. Hà Nội yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị kế hoạch, ra soát lại phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn. Hiện nay, thành phố Hà Nội đã tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở phân vùng 2, 3. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn phản ánh có vướng mắc trong việc đi lại của công nhân giữa các vùng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện phải liên thông thông suốt, đảm bảo tinh thần an toàn mới được sản xuất, sản xuất phải an toàn đi đôi với tạo điều kiện thuận lợi nhất. Đặc biệt thành phố cũng yêu cầu các địa bàn chủ động ra soát, có kế hoạch cụ thể trong việc triển khai tiêm vắc và xét nghiệm, không được để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại các điểm xét nghiệm và tiêm chủng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với các sở ngành liên quan để ra soát lại phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là cho giai đoạn sau ngày 15 tháng 9.